lá huyết dụng, hay còn gọi đất nước Canada. Một chiếc áo của các bác biết, chiếc áo của cấp cố vấn hay là cấp chỉ huy, chứ không phải là quân. Đây là áo lính của Canada, nhưng lính của Canada thì thường bình thường ấy thì chỉ có cúc, cúc không có khóa, không có khóa đồng. Khóa đồng là dành cho cấp tướng và cố vấn, và cũng không có cổ nhung. Đấy. Thế cho nên cái ổ khóa này các bác nhìn, ổ khóa của em nó, các bác thấy cái ổ khóa này, em xin lỗi luôn, nó giống như một cỗ xe tăng Đức. Các bác nhìn thấy sợ, nó to như thế này, bao giờ nó như một cỗ xe tăng Đức. Em nhìn thấy cái khóa này em phải kinh hồn luôn. Vải của nó là sợi hạt cát xanh đẹp. À, đồng chí này, đồng chí này là đồng chí của anh. Nhìn đây, đồng chí này cào vào vai rách một chút. Thế là ông cụ ấy, ông ấy chơi luôn cái tem này mà, nhưng không sao, rất ok vì nó là bản đẹp, còn không có chỗ nào lại đâu anh ấy. Hai quả túi này thì các bác bỏ thúng lào với lại cà phê thì ok rồi, điện thoại rồi, còn là có lấy tiền của bà vợ đi đút túi hay đi cà phê cà pháo chẳng hạn ấy, ok ha. Hay là chúng ta bỏ tiền ở đây bay sang Tây Ban Nha ha. Bây giờ thử cho các bác xem. Tất cả còn nguyên zin, khóa nguyên nhé. Chiếc áo này mà bay sang Tây Ban Nha thì em nói các bác này, có khả năng là anh em mình phải vào sân bát xa rồi. Nếu các bác thấy ok thì inbox cho em, bởi vì những hàng này ấy, là hàng rất độc, rất đẹp, độc đẹp, dây còn nguyên nha các anh, dây dưới cũng ok nhé. Dây dưới này là dây của dây của nó ấy. Dây trên này là dây em thay này, về dưới trên nó đứt. Đây, thằng Canada này thì Canada xịn luôn nhé, Canada là Canada xịn luôn, Canada là Canada xếp chứ không phải Canada lính, bởi vì nó sẽ khác nhau ở cái cúc và cái khóa đồng với cố vấn nó khác. Tôi quay cho các con phẩm một vòng này. Em mặc được rồi, bởi vì em mặc là chủ yếu đầu của em, của em mua để em mặc, chứ em không cho size của người khác, cho nên size của em là ok. Đấy. Bác nào cùng với người size của em là chịp, tất cả những áo này đều size của em mặc vừa, và bác nào cùng size của em thì là chịp thôi. Tất nhiên thì dây băng này của cái thời chiến tranh Philippines thì các bác biết là em đang đeo chiếc kính này nó hợp với lại đúng lính chiến của Mỹ rồi. Chào các bác, nếu như các bác cảm thấy yêu video của em, một hôm em sẽ cho một món siêu tầm lên để giới thiệu cùng anh em với các bác. Các bác thấy video của em ok thì hãy cho em đăng ký kênh hoặc cho em một like. Còn chiếc áo này thì em cũng báo giá luôn với các bác, 3 triệu. Bây giờ em cho số đo cho các bác nhé, xem các bác nào cảm thấy vừa thì ok. Vai 49. Số đo của em nó gần như tương đối giống nhau. Dài 77. Tay là 59. Em xin nhắc lại kênh của em là Hoàng Quá A Xưa. Số điện thoại của em là 0983 809019. Các bác nếu có nhu cầu thì hãy inbox cho em để số điện thoại trên tiêu đề trên kênh của em, và có số điện thoại trên đấy. Xin cảm ơn và chúc các bác luôn luôn may mắn.